Bí kíp chụp ảnh bằng điện thoại không thấy mặt. Người mẫu không muốn thấy mặt thì tôi sẽ chụp siêu lưng của mẫu và với kỹ thuật là chụp ngược nắng. Rồi, tôi sẽ di chuyển sang các góc khác nhau để lấy được cái góc mặt khác nhau. Đấy, thì tôi cũng tận dụng là lấy hai cái mép cửa bố cục khung trong khung. Nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất nha cả nhà.